Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với Trần Huê Job Master. Hôm nay mình xin chia sẻ cho mọi người về thông điệp chất lượng. Tại một số công ty họ rất quan trọng vào những cái thông điệp chất lượng. Họ đề ra rất là bài bản và ngay từ đầu và họ làm việc rất chuyên nghiệp. Một công ty mà chuyên nghiệp và đẳng cấp thì bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy. Đấy, không bao giờ thấy nhá. Thứ nhất là bất cứ thứ gì không có quy trình, tiêu chuẩn, quy quách hoặc là quy định. Đấy. Nghĩa là toàn bộ có công việc đều phải có quy trình, đều phải có tiêu chuẩn và đều phải có quy cách. Đó. Thì mọi người luôn luôn là hiểu được là toàn bộ mọi thứ nhá, trong công ty hoặc là trong những cái phòng ban thì chúng ta làm cái gì đều có phải có quy trình, tiêu chuẩn, quy cách đó. Thứ hai là bất cứ thứ gì đó mà không nghĩa là bất cứ cái gì đó không tuân thủ quy định, nghĩa là không không các bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy ở một công ty đẳng cấp. Đấy, nghĩa là toàn bộ là chúng ta sẽ đều được follow cái quy định, luôn luôn phải được tuân thủ. Đấy, khi mà xem thao tác có tuân thủ theo tiêu chuẩn thao tác hay không, và là việc này có quy trình này đây và có được tuân thủ hay không. Nghĩa là từ một công ty đẳng cấp thì bạn không bao giờ thấy được là cái không tuân thủ quy định. Đó. Tiếp theo, ở một công ty đẳng cấp thì các bạn sẽ không bao giờ thấy là bất kỳ thứ gì đó mà lỗi thời, không cập nhật. Nghĩa là luôn luôn phải được cập nhật cái mới nhất. Đấy, toàn bộ tài liệu hướng dẫn công việc mới phải được cập nhật, drawing hoặc là work instruction hoặc là mọi thứ phải được công nhận, cập nhật và có version. Đấy, và sẽ được đóng dấu lỗi thời không sử dụng và có thể hủy, và có những cái dấu là đang dùng. Đấy, thường những cái mà dấu không được dùng hoặc là lỗi thời đọc là đặt là obsolete. Đấy. Tiếp theo là thứ tư là ở một công ty đẳng cấp và chuyên nghiệp thì các bạn sẽ không bao giờ thấy bất cứ cái gì đó là quá cũ và không ai quan tâm. Nghĩa là tất cả những cái một công việc dụng cụ hoặc là toàn bộ những máy móc phải được sử dụng. Đấy. Và những cái mà không cần thiết chúng ta sẽ hủy bỏ. Đó. Tiếp theo ở một số năm là ở một công ty đẳng cấp và chuyên nghiệp thì các bạn sẽ thấy rằng là không thấy được nhé, là bất cứ cái gì đó là không có dấu hiệu nhận biết. Nghĩa tất cả các máy móc đều được phải treo tên máy, sai máy, đúng không? Và những cái sản phẩm thì chúng ta sẽ phải được là dán cái case mark lên là sản phẩm này, sản phẩm kia, hoặc là khu vực layout này, khu vực layout kia, hoặc là những giá này, kho này được để như thế nào, và phải nhận biết được hàng ok và hàng cái gì như nào. Đấy, trong cái công ty sản xuất chúng ta sẽ phải, và đó là một công ty đẳng cấp và chuyên nghiệp thì sẽ phải luôn luôn được dấu hiệu nhận biết, tất cả đi đến đâu là chúng ta phải nhận biết được, nghĩa là có dấu hiệu hết và có cái thể hiện hết. Cái cuối cùng số 6 là ở một công ty chuyên nghiệp và đẳng cấp thì các bạn sẽ không bao giờ thấy là bất kỳ cái gì đó không để đúng chỗ mong muốn, nghĩa là luôn luôn được gọn gàng, ngăn nắp, files hàng ngày. Đấy, dụng cụ nào thì để dụng cụ đấy, layout rõ ràng, vạch chia layout hoặc là tất cả các vị trí thay, luôn luôn được để đúng chỗ. Đấy. Thì mình tổng kết lại là nó sẽ có 6 điều như thế này. Ở một công ty chuyên nghiệp và đẳng cấp thì bạn sẽ không bao giờ thấy. Đấy. Vừa rồi mình đã nói đúng không? Là bất cứ thứ gì mà không có quy trình, tiêu chuẩn, quy cách, bất cứ gì đó mà không tuân thủ quy định, đấy, bất cứ gì đó mà lỗi thời không cập nhật, bất cứ gì đó quá cũ không ai quan tâm, bất cứ gì đó không có dấu hiệu nhận biết, bất cứ cái gì đó để không đúng
chỗ mong muốn. Vâng, xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Nếu mọi người thấy hay, hãy like, share cũng như subscribe kênh, giúp kênh ngày càng phát triển nhé.